Chúng ta đã có danh sách chính thức của 6 đội tuyển đại diện cho khu vực miền Trung Tây Nguyên tham gia vào vòng chung kết toàn quốc Robocon 2013. Sau đây chúng tôi xin được kính mời ông Phan Xuân Thủy, vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Trung Tây Nguyên lên sân khấu. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời nhà báo Đặng Xuân Thu, giám đốc trung tâm truyền Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức Robocon 2013 khu vực miền Trung Tây Nguyên lên trao hoa và tuyên dương các đội sau đã đại diện cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên tham dự vòng Robocon toàn quốc. Đội đầu tiên là đội DTU Warrior của trường Đại học Duy Tân. DTU Big Bang của Đại học Duy Tân, BKD PTC của Đại học Bách Khoa. Mời các bạn lên sân khấu. DTU Lion của Đại học Duy Tân, BKVS của Đại học Bách Khoa và DTU Titan cũng được Đại học Duy Tân. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời ông Phan Xuân Thủy, vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Trung Tây Nguyên và nhà báo Đặng Xuân Thu, giám đốc trung tâm truyền Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức Robocon 2013 khu vực miền Trung Tây Nguyên lên tặng hoa cho các đội tuyển đại diện cho khu vực miền Trung Tây Nguyên của chúng ta tham dự ngày hội lớn nhất Robocon toàn quốc. Vâng, trên sân khấu lúc này là những gương mặt sẽ đại diện cho khu vực miền Trung Tây Nguyên tham gia vào chung kết toàn quốc Robocon 2013 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới trên thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng ta. Vâng, chúng tôi chúc cho các bạn hãy giữ vững được tinh thần Robocon miền Trung Tây Nguyên và sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để có được kết quả tốt nhất trong vòng chung kết toàn quốc. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Phan Xuân Thủy và nhà báo Đặng Xuân Thu. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời nhà báo Lê Minh Xanh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Robocon khu vực miền Trung Tây Nguyên 2013 lên sân khấu đọc diễn văn tổng kết và bế mạc cho mùa thi của chúng ta năm nay. Kính thưa ông Phan Xuân Thủy, vụ trưởng, trưởng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Kính thưa nhà báo Đặng Xuân Thu, giám đốc VTV Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức cuộc thi Robocon năm 2013 khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị thành viên trong ban giám khảo, ban tổ chức, tổ trọng tài, các chỉ đạo viên và thí sinh thân mến. Trải qua 3 ngày thi đấu chính thức với tổng cộng 120 trận đấu, chúng ta đã đi đến những khoảnh khắc cuối cùng của mùa Robocon khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Với chủ đề Hành tinh xanh, cuộc thi sáng tạo robot năm 2013 do Việt Nam tổ chức với tư cách chủ nhà là một điểm nhấn đáng chú ý trong lịch sử 12 năm tổ chức của Robocon châu Á-Thái Bình Dương. Lần đầu tiên, chủ đề cuộc thi này không gắn liền với truyền thống văn hóa đặc sắc của quốc gia chủ nhà. Robocon năm 2013 là cuộc thi tập trung vào chủ đề bảo vệ môi trường, bảo vệ mầm xanh của sự sống trên hành tinh. Một thông điệp vô cùng ý nghĩa và mang tính thời sự toàn cầu. Đề thi đòi hỏi được các đội tuyển phải sức thông minh, sáng tạo để thiết kế, lập trình, chế tạo các con robot đẹp về kiểu dáng, nhanh về tốc độ, hiệu quả trong thi đấu. 34 đội tuyển đến từ 8 trường đại học, cao đẳng và trung cấp ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đã đem đến cho khán giả Đà Nẵng, đặc biệt là các bạn sinh viên yêu thích khoa học, đam mê công nghệ, những trận thi đấu sôi nổi, hào hứng và đẹp mắt. Năm nay cũng là năm đầu tiên chúng ta có những cuộc thi bên lề, những tiết mục văn nghệ vui tươi mang đậm dấu ấn tuổi trẻ. Sự tham gia nhiệt tình, sự cổ vũ sôi động và chuyên nghiệp của các bạn sinh viên đã góp phần đem lại sức sống thanh xuân tươi mới cho cuộc thi. Thưa quý vị, ngoài những đội tuyển xứng đáng lọt vào vòng thi đấu toàn quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này cũng tại cung thể thao Tiên Sơn thành phố Đà Nẵng mà MC đã công bố. Dựa trên kết quả thi đấu được sự đồng ý của ban tổ chức quốc gia, trưởng ban tổ chức cuộc thi vòng loại khu vực Robocon khu vực miền Trung Tây Nguyên đã quyết định đặt cách cho đội Mekong VLC gồm các sinh viên của Lào và Campuchia được tham dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 5 sắp đến. Xin mời các bạn. Ông nhà báo Lê Minh Xanh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy sau 3 ngày thi đấu vô cùng sôi nổi thì chung kết Robocon miền Trung Tây Nguyên của chúng ta đã khép lại với những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời trên sàn đấu Robocon cũng như trong lòng những người trong ban tổ chức của chúng tôi và tất cả các bạn sinh viên yêu khoa học công nghệ.
Và chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng từ phía những người hâm mộ Robocon, những khán giả yêu khoa học công nghệ của khu vực miền Trung Tây Nguyên, tất cả các đại diện của Robocon khu vực miền Trung Tây Nguyên đến với vòng chung kết toàn quốc với một tâm thế mới, với một sức mạnh có thể nói là đại diện cho tất cả những gì mà chúng tôi mong ước các bạn đạt được. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự tài trợ của công ty Toyota Việt Nam đã theo sát chúng ta trong rất nhiều năm qua. Vâng, và chung kết khu vực miền Trung Tây Nguyên của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chung kết Robocon toàn quốc 2013 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới tại thành phố Đà Nẵng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại mùa Robocon 2013.